Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin test kích cước link. Đang dùng link câu lục. Các bạn có thể tìm mục đích sử dụng của các bạn. Dùng bề mỡ gà, bề led, floor carbon và classic. Thì tương ứng với mỗi cái cước này thì Hải Đăng đã cắt sẵn và buộc sẵn một đoạn. Ghi các bạn này, mỡ gà, bennett, floor carbon và calcic, căn cái đoạn bằng nhau và đã làm một cái đã thắt nút rồi, làm thòng lọng sẵn rồi, tránh để các bạn mất thời gian, buộc nó cũng mất thời gian, cắt cân cũng mất thời gian, đang test nhanh các bạn xem lực kéo. Đây là chỉ lực kéo thôi, nó không phải là lực giật sốc lắm. Các bạn có thể tham khảo và các bạn chọn lựa một cái sản phẩm dây câu tốt cho bạn câu. Mỡ gà tương đương với cước này. Hải Đăng chọn cùng một size 3.0 là 0.285, đây là mỡ gà. Bennett cũng 0.285. Dòng floor carbon ghi 0.28, có thể người ta sản xuất họ làm tròn lên 0.28 đấy, 0.28 classic lên sơn test cho bạn xem thông số. Đây là cân đơn vị tính ở đây là đang phát sinh chọn đơn vị là kilogram, đơn vị chuẩn của Việt Nam dùng, còn nước ngoài thì dùng ao, dùng size 5g với 10 cân và 50 từ 10 thì trên 10 là 10g, trên 10 cân là 10g. Đấy, dùng size thì nghĩa độ chênh lệch của cân có thể dùng size như vậy. Thì bây giờ đang tiếp test cho bạn xem. Đơn vị kilogram. Đó, kilogram rồi con vào test. Thì test cái cước mỡ gà trước bạn. Mỡ gà. Đang sẽ gài vào cạnh này, không giật sốc mà từ từ lùa thôi. Nhìn trọng lượng tải. Kéo vẫn đang kéo, ba cân hai, nhìn mức vừa là 3 cân 2. Tiếp đến vừa dây mỡ gà cước này các bạn nhé, chỉnh lại các bạn nhìn. Tiếp đến là dây bellet của Đức, test giống nhau thôi, để bật lại. Đơn vị thì bây giờ đang chọn kilogram rồi, nó mặc định về thế thôi. Vẫn là kilogram. Kéo chưa nhìn được tầm 3 cân 2 này bạn.
nhớ kết quả. Thì sẽ quay lại video và đăng luôn lên trên màn hình cho bạn xem. Rồi dây pellet. Bây giờ chuyển sang dây flow carbon. Mắc cơ của đây. Về không. Đó, lên đó. Các bạn quan sát nhé. Đang tập trung đám chỗ đầu này. Cũng không quan sát hết. Đó, cân 2 ạ. 3 cân 1. Bị đứt ở nút thắt. Đấy là dòng flow carbon. Test được 3 cái. Cái lực giật là đây là cái lực test khoảng tầm khoảng 50 phân, nghĩa là 50 cm cước. Nếu bạn test độ dài khác nhau. Đây mình tính test độ ngắn. Nếu test ở tầm dài thì lực tải nó sẽ tải cao hơn, còn tầm ngắn như này thì tải nó sẽ không được cao. Vì tại sao? Thì cước có giãn. Các bạn là test ngắn này thì nó không đủ độ giãn. Để mò ạ. Bắt đầu kéo. Nhìn. Classic, tải khá cao, hơn 4 cân. Classic đây. Tải cao đấy các bạn. Dùng dòng này được. Hơn 4 cân đấy các bạn. Đấy là với lực test là dây là 50 cm, 50 cm. Còn nếu mà các bạn test dài hơn thì độ giãn ở cước nó sẽ tốt hơn, thì tải nó sẽ cao hơn. Đây là độ giãn rất ít. Vừa rồi Hải Đăng đã làm cái video test thử dây, 4 loại dây này. Hải Đăng đang làm link. Vừa rồi Hải Đăng test như vậy. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing.